Tiến Mộc xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy gì đây không? Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video clip ngắn gọn thôi. Nếu như mà đủ thời gian thì mình sẽ làm hai nội dung. Đó là giải pháp xử lý liên quan đến bề mặt hoàn thiện của gỗ. Như các bạn nhìn thấy đây này, đây toàn bộ đây là bề mặt này là bề mặt veneer. Bề mặt veneer trên cốt này của nó là cốt MDF. Cốt thì không quan trọng lắm. Nhưng đây bề mặt veneer này. Đó. Thì veneer này là veneer vân gỗ sồi hay ở miền Bắc hay gọi là tần bì đấy. Đấy. Thì cái này được hoàn thiện bằng rất nhiều các hiệu ứng màu khác nhau. Đó. Và cái này chỉ có dùng nói chung là nó xử lý bề mặt để khi các bạn làm DIY hoặc làm các cái nội thất phong cách kiểu vintage thì cái này nó rất là tuyệt vời. Về cái hệ sinh thái của Rubio Monoquartz này thì nó cũng đơn giản thôi các bạn. Nó có về cơ bản thì nó cũng giống khi mà chúng ta xử lý sơn ấy, hệ sơn PU hoặc là các dòng sơn khác. Tức là nếu như mà các bạn làm đúng quy trình của nó liên quan đến việc xử lý bề mặt đấy thì nó cũng có những cái vật liệu để chúng ta chám bạc các cái lỗ đinh, lỗ vít này chẳng hạn này. Sau đó thì chúng ta xử lý cái nền gỗ này. Sau đấy thì chúng ta xử lý màu này và phủ này. Thế nhưng mà nếu như đối với những cái dòng sản phẩm mà các bạn hoàn thiện cao cấp, ví dụ như là gỗ ốc chó hoặc là ví dụ như mặt bàn đây chẳng hạn, đấy những dòng mặt bàn như này em có thể quay qua đây đấy. Thì cái này là nó xử lý một lần đấy, xử lý một lần là ăn luôn đấy, ngon lành. Hoặc là ví dụ như bề mặt veneer đây chẳng hạn, đây các bạn nhìn đây, cái này nó xử lý là một lần đấy. Thế còn những nếu như các bạn muốn các cái hiệu ứng tốt hơn, ví dụ đây là cái một cái mặt kệ tivi này, một cái táp tivi này, các cái hiệu ứng khác nhau đây chẳng hạn, thì chúng ta sử dụng theo các quy trình từ cái lớp nền, lớp màu rồi đến lớp phủ đấy, thì nó sẽ tạo những cái hiệu ứng màu sắc, nó rất nhiều màu sắc cho các bạn đó. Thì bây giờ thì mình sẽ đi vào chi tiết phân tích các cái loại này cũng như cho mọi người biết cái giá thành để mọi người có thể tham khảo, và mình sẽ giúp các bạn là biết được là cái khi mà làm cái sản phẩm này, đối dòng sản phẩm này thì chúng ta cần phải lưu ý gì ra làm sao và nó phù hợp với ai như thế nào, và cái điều quan trọng nhất nữa là cái ưu và nhược điểm của nó như thế nào các bạn nhé. Đây là bạn Sơn phụ trách phần kỹ thuật, thì bạn đấy sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người một cách nhanh thôi, đơn giản dễ hiểu. Sau đấy thì Việt sẽ cùng trò chuyện với bạn đấy để đánh giá về cái dòng sản phẩm này cho các bạn. Thì bây giờ Sơn có thể giới thiệu cho mọi người các cái dòng sản phẩm của cái Rubio Monoquartz này cho mọi người biết là quy trình để làm ra cái sản phẩm của mình bên mình là như thế nào, vắn tắt chi tiết đơn giản dễ hiểu thôi. Ok, thì là cái đầu tiên này như em vừa giới thiệu, nó là cái bột bả. Bột bả thì mình sẽ dùng theo nhu cầu, ví dụ những cái vết nứt hoặc là cái vết mắt vỡ đấy, thì ai có nhu cầu che lấp thì mình sẽ sử dụng nó. Rồi, cái này là nó sẽ xử lý các cái vết nứt này. Đúng rồi. Đúng không? Các vết nứt, cái này là gốc nước một thành phần đúng không? Đúng rồi. Nó là gốc nước một thành phần, xử lý mũi vít, mũi đinh. Đó, đúng không? Hoặc các vết nứt gỗ, xoáy mắt gỗ. Thì chúng ta dùng cái bước 1 là dùng bước này. Sau đó thì chúng ta xả nền. Các bạn lưu ý là nếu đối với cái dòng sản phẩm dầu lau này, bất kể loại dầu lau gì thì cái nền rất là quan trọng. Các bạn phải làm tối thiểu từ giáp 400 trở lên. Cái số mịn cuối cùng là tối thiểu là 400. Sau đấy chúng ta mới sử dụng cái này. Sau khi sử dụng chám bả này xong thì các bạn sẽ phải xả nhám lại một lần nữa. Và nếu muốn phẳng mịn thì chúng ta có thể là bả 2-3 lần để cho bề mặt nó phẳng hẳn, đúng không? Ok, bước tiếp theo là gì em? Bước tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái cleaner. Cleaner này là cái giúp làm sạch bề mặt gỗ. Ngoài việc làm sạch các cái bụi gỗ thì nó còn làm tom gỗ nở. Nở ra để hấp thụ được dầu và tốt hơn, làm đồng đều bề mặt. Ngoài ra là với cái không khí, khí hậu của miền Bắc này, nó nồm, nó thay đổi, cái biên độ nhiệt nó rất là cao. Đấy, thì cái này nó còn có khả năng là giúp tránh được cái phần mốc bề mặt. Rồi, okay. Vì là nó có thành phần cồn. Thực ra thì đối với cái này này, đối với cái này thì đối với khí hậu miền Bắc mà nếu như mà mọi người làm những cái dòng sản phẩm cao cấp, ví dụ như gỗ ốc chó chẳng hạn, hoặc là những cái bề mặt diện tích lớn, ví dụ như cái mặt bàn gỗ me tây này chẳng hạn, thì các bạn nên sử dụng thêm cái sản phẩm này. Còn tất nhiên chúng ta có thể dùng được một cái này nó là lau có một lần là xong thôi. Đấy, lau một lần là ok rồi. Nhưng mà nếu như các bạn quan tâm đến chất lượng sản phẩm cao hơn thì chúng ta nên làm theo các công đoạn, nó gần như công đoạn sơn PU ấy, nó cũng trình tự các lớp như thế. Thì cái thằng này nó sẽ xử lý được cái việc mà
ví dụ như độ ẩm nó cao, như ví dụ như hôm nay tại Hà Nội độ ẩm khoảng tầm 80% này, thì khi chúng ta hoàn thiện bề mặt xong ấy, là nó sẽ có một cái hàm lượng nhất định cái hơi nước nó ngưng tụ trên bề mặt gỗ mà chúng ta không nhìn thấy được, thì chính cái đó thì nó tạo nên những cái hiệu ứng mốc, hoặc là cái bề mặt kể cả sơn PU nó sẽ bám sẽ không cao đấy. Thì đối sơn PU các bạn cũng phải sử dụng cái chống mốc đấy, là lý do như thế trong cái thời tiết này là vậy, thì cái này nó sẽ giải quyết được cái bài toán đấy cho các bạn đấy. Cái này thì họ nghiên cứu rất là kỹ việc đấy rồi. Ok, như vậy sau khi đã chám bả những xử lý những cái đơn giản nếu như cần phải xử lý, còn nếu không cần thì thôi, thì chúng ta xử lý đến cái cleaner này đấy để giải quyết như câu chuyện mình vừa nói. Tiếp theo đấy là cái này là gì em? Cái này là cái dầu nền tạo hiệu ứng, chính là cái tấm gỗ anh đang cầm trên tay. Rồi, nó sẽ có tạo, nó nhiều hiệu ứng màu khác nhau đúng không? Đúng rồi, thông thường thì mình sẽ sử dụng là các hiệu ứng tương phản, ví dụ như là đen và trắng. Rồi. Hoặc là nâu đen và trắng. Rồi, tức là ví dụ như đối với cái này, nó là đen và trắng. Ví dụ đây là cái vân gỗ tần bì này, vân gỗ tần bì này, thì các bạn nhìn thấy trong cái ghim gỗ đây này, nó màu trắng này, và cái nền trên nó màu đen này, những cái phần thịt gỗ nó màu đen này, phần ghim gỗ mao mạch gỗ nó màu trắng này, và tất nhiên nó được phủ một lớp bên ngoài nữa. Thì cái quy trình xử lý cái này nó là như thế nào, bước nào trước bước nào sau đối với cái này? Đầu tiên là mình dùng cái này mình lau lên trước, rồi đó, phủ kín bề mặt, sau đấy để khô 3 tiếng, rồi, và dùng tiếp đến sản phẩm này, rồi, với lại màu trắng thì rồi, nó tạo được cái hiệu ứng là nền đen vân trắng. À, cái này nó sẽ là ví dụ như là màu đen hoặc màu cam hay màu gì là mình sẽ lấy cái này đúng không? Đúng rồi, đấy, bước nền. Sau đấy thì lấy cái phủ một lần này đúng không? Đúng rồi. Phủ lần màu trắng nếu như chúng ta định cái ghim gỗ này màu trắng thì nó sẽ ra đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok. Như vậy là quy trình nó cũng đơn giản các bạn. Thế còn nếu như mà các bạn muốn sử dụng một lần với sản phẩm này, đây, sản phẩm này lau một lần luôn, thì đây, Dương quay xuống mặt bàn đấy cho mọi người. Đây là cái mặt bàn này, và bàn này chỉ có lau một lần thôi, đúng bằng một cái chai gọi là 2C này đúng không? O-plus 2C. Đấy. Thì đây lau một lần, hoặc là ví dụ như các cái hệ thống giá kệ TV đây này. Đấy, như hình ảnh các bạn đang nhìn thấy đây là cái giá kệ TV này đều là lau một lần hết các bạn nhé. Lau một lần hết. Toàn bộ lau một lần. Thế còn ví dụ những các cái hiệu ứng các bạn nhìn thấy đây này. Đó. Cái vân gỗ thông nó bị lõm xuống này thì nó có rất nhiều giải pháp xử lý, thậm chí là sâu hơn. Các bạn có thể dùng cái máy mài lông cước, cái chổi cước quật này đúng không, hoặc là có các loại dung dịch nó dạng axit, nó sẽ xử lý cái này nhanh hơn, sâu hơn nữa nếu như các bạn muốn. Thì đây là cái giải pháp xử lý một lần cho bề mặt. Đối với cái dòng sản phẩm này thì cái thời gian khô của nó, khi mà bắt đầu lau xong khô thì nó hoàn thiện thời gian là bao nhiêu? Ví dụ bây giờ mà lau thì sau khoảng 30 giây là cái bề mặt khô mình sờ tay và sờ tay được rồi. Bắt đầu đóng gói được vận chuyển thì là khoảng bao lâu? Sau 24 giờ. Sau 24 giờ. Đó. Kể cả làm giải pháp nào đi chăng nữa thì nó cũng cái bước đến cái sản phẩm cuối cùng là sau 24 giờ thì mình sẽ đóng gói được đúng không? Đó. Thế còn đây là một chai nữa này các bạn này. Một chai cuối cùng này. Cái chai này thì nếu như các bạn làm cho các cái công trình nó lớn chẳng hạn, ví dụ các bạn làm cho họ bộ tủ bếp hoặc là gì gì đó chẳng hạn, đồ nội thất trong nhà, cho một căn biệt thự gì đó, thì các bạn có lẽ là nên khuyến mại cho khách hàng một cái chai như thế này, bởi vì nó không đáng bao tiền hết cả. Thì sau khoảng 5 năm, 5 đến 7 năm, trong cái khuyến cáo của hãng thì khoảng 7 năm, nhưng mà mình nghĩ thôi 5 năm cũng được rồi. Đấy. Thì lau lại một lần bằng cái này để gọi là bảo trì, nó đem lại cái hiệu ứng như lúc ban đầu cho mọi người. Đấy. Thì nó rất là dễ thôi. Đối với dòng sản phẩm lau gỗ này, dầu lau gỗ này thì nó quan trọng nhất là các bạn phải làm cái bề mặt gỗ ấy, bề mặt gỗ nó phải đẹp, nó phải đẹp thực sự, thì đến lúc các bạn làm cái bước này nó rất là dễ, rất là nhàn thôi. Chi phí như anh xem ở trên kênh YouTube, ví dụ một chai này là 1 lít đúng không? 1,3 lít. Của bên mình 1,3 lít thì nó rơi vào khoảng đâu đó khoảng tầm 3 triệu đấy, 3 triệu đúng không? Thì tính ra nó khoảng tầm 60-80 ngàn cho 1 mét vuông hoàn thiện bề mặt đúng không? Thì thật ra nếu như mà các bạn nghĩ rằng 3 triệu nó đắt ấy, thì nó không phải là câu chuyện đấy đâu. Nếu như các bạn làm sơn PU nhé, nếu dòng sơn PU tiêu chuẩn thì để mà bây giờ gọi là khoán thẳng cho thợ ấy, thì nó rơi khoảng 250 ngàn cho 1 mét vuông bề mặt. Đó. Mà tất nhiên sơn thì nó rất là nhiều vấn đề. Tất nhiên sơn PU nó có ưu điểm của nó. Ví dụ bề mặt chống xước các thứ nó bóng, hiệu ứng nó sẽ khác hơn. Còn tùy vào cái phong cách kiến trúc của các đơn vị thiết kế cũng như cái yêu cầu của người sử dụng thì chúng ta lựa chọn những sản phẩm khác nhau. Bây giờ thì mình sẽ nói đến cái phần
Thứ hai rất là quan trọng cùng với anh Sơn đây, đây là câu chuyện rất là khách quan thôi, tức là chúng ta sẽ nói về ưu nhược điểm của cái dòng sản phẩm này. Thế thì trong quá trình kinh doanh, tức là cũng đủ lâu trên thị trường rồi, thì từ cái việc phản hồi khách hàng đến cái việc thực tế mà khi bên em test các dòng sản phẩm này, thì em thấy cái ưu điểm lớn nhất của cái này là gì? Nhanh gọn thôi. Cái hai cái nhược điểm mà em đã phát hiện ra nó là cái gì? Đấy, thì là có hai cái ưu điểm mà em nhận thấy ở cái sản phẩm này. Và cá nhân em đánh giá là rất là thích và cũng được là phản hồi tích cực của khách hàng. Đấy là cái tốc độ thi công rất là nhanh. Cái thứ hai là nó an toàn sức khỏe. Và không chỉ là với người thi công mà còn là cả người sử dụng nữa. Đấy là hai cái ưu điểm. Còn cái nhược điểm này là do khách hàng, một số khách hàng phản hồi. Nhưng mà cũng có một số khách hàng nói là nó nhược điểm hay không thì là còn tùy vào theo cái thị hiếu của khách nữa. Đấy chính là cái độ bóng. Như em vừa nói, cái sản phẩm này thì nó khác ngược với CPU. CPU nó có thể làm cái độ bóng theo nhu cầu khách hàng, nhưng sản phẩm này thì nó sẽ khá là lì, vì là nó không phải là nằm trên bề mặt, nó thẩm thấu xuống dưới gỗ. Đấy, nên là độ bóng thì nó không xử lý được. Tức là đối với dòng sản phẩm dầu lo các bạn, họ ưu tiên nó cũng hiểu CPU nó là gọi là M100 đối với hãng ví dụ O7 chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là sơn của Ichem thì nó gọi là bóng 90. Đấy, thì mỗi đơn vị nó gọi khác nhau. Tức là gì, những cái dòng sơn PU nó cũng như có những dòng sơn, tức là mình gọi là sơn mờ tịt, tức là nó không có cái có hiệu ứng bóng của bề mặt. Thì đối với dòng sơn lau này, dầu lau này, thì nó ưu tiên những cái hiệu ứng không bóng bề mặt để làm sao, để nó thể hiện được cái chất gỗ trên bề mặt nó tự nhiên nhất có thể đó. Nếu như các bạn có điều kiện, có thời gian thì các bạn nên đến đây trải nghiệm một lần, đến sờ những sản phẩm đây, các bạn sẽ thấy gọi là cái độ thật của nó khi chúng ta sờ tay vào nó rất là thích. Đó. Thế thì cái nhược điểm như em nói nó chỉ là cái phần hiệu ứng nữa, thì còn cái nhược điểm gì nữa không? Cho đến thời điểm này thì em mới ghi nhận về cái phần hiệu ứng. Ngoài ra nếu mà còn gọi là nhược điểm nữa thì là về cái chi phí. Do những người, nếu mà người ta so sánh mua một cân sơn, một lít sơn và một lít dầu, thì người ta sẽ nhìn và so sánh tại thời điểm như thế. Bởi vì thật ra là ví dụ như là đầu tiên nhỉ, ở đây nó không bán chai ví dụ như 20ml đúng không? Đấy, khả năng phải chuyển sang cái thể loại như kiểu nước hoa, gọi là nước hoa chiết nhỉ? Đúng không? Đấy, thì bởi vì phải bỏ ra ví dụ nhiều khi chỉ có lau một cái bàn thôi, nhưng mà là phải mua một lọ là hơn 3 triệu thì đấy cũng là một cái rào cản đúng không? Đấy. Và em cũng có những cái lọ mẫu 40ml với 200ml. À đấy. Phục vụ những cái sản phẩm nhỏ cũng như là test trước. Đấy. Cho khách hàng. Thế cái đấy thì anh chưa biết đâu. Khả năng bên em chưa làm truyền thông cái đấy, cho nên là mọi người chưa biết được. Tức là nó có những lọ nhỏ nữa các bạn nhé, để các bạn có thể sử dụng. Vì thật ra các bạn nói gì thì nói, các bạn nên sử dụng những sản phẩm thân thiện bảo vệ môi trường một chút xíu thì nó sẽ tốt hơn. Nếu làm DIY, làm handmade, làm phong cách vintage, hoặc là làm những sản phẩm của các bạn, có thể là các bạn làm sản phẩm nhỏ xuất khẩu đi nước ngoài chẳng hạn. Đấy. Hoặc là bán trên Amazon thì các bạn nên nghiên cứu lên những dòng sản phẩm như thế này. Thì đây cũng là cái giải pháp rất là tốt cho anh em thi công, đặc biệt là làm thi công tại công trình, ví dụ ốp vách, ốp viếc, những cái phong cách kiểu Indochine chẳng hạn. Khi làm về nội thất mà nó màu đen nó nhiều ấy, mà sử dụng gỗ ốc chó hoặc là gỗ tần bì, gỗ sồi, thì cái này nó cũng là một cái giải pháp tốt. Có điều lưu ý là đối với những cái mảng lớn, ví dụ như là những mảng ghép lớn với nhau, thì các bạn lưu ý là làm sao xử lý cái bề mặt trước sau của nó, gọi là về trước sau như một. Đấy. Thì để làm sao tránh cái khả năng thẩm thấu ngược hơi nước từ tường, từ nền, các nơi ra, để nó đảm bảo cái sản phẩm nó tốt nhất. Ok, hôm nay thì chắc là nội dung chỉ chia sẻ thế thôi. Còn hôm nào mình có thời gian hơn, sẽ nghiên cứu thêm nhiều cái nữa thì sẽ chia sẻ thêm với các bạn. Rồi, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Cảm ơn Sơn nhé. Rồi, ok.